Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Tiền bối tiên tri mẹo kêu do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Mẹo kêu lệ chảy dầm tuôn. Ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo. Đừng giàu đừng có bị so. Mau chân hối cải rồi lo làm hiền. Đừng kêu cho tới thị thiền. Thông quệ cũng vậy nối liền cùng nhau. Đừng kêu sống bùa bà đào, Ai không ai dạy ai giàu cũng vong đợn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tượng tri. Đợn kêu tiêu hết còn gì. Bận buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai. Trị cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đợn kêu bận đứng bên đèm Muốn vệ cho đảnh không thèm nói năng. Đợn kêu chưa được trọn trăng. Thì là thượng đế sang bằng tiêu tan. Đợn kêu đừng có nghìn ngang. Ý thân ý thế rụi tàn từ đây. Đừng kêu danh dự khỏa khuây, đừng kêu ai lũ ta tỳ chôn vùi. Đừng kêu phải đáng ngậm ngùi. Ta thương ta nói ta vui làm gì, đừng kêu ơi hỡi sầu bi. Mèo qua thình lại rồi đi nơi nào. Gò cao thành vũng thành ao. Thành biển thành biển ta đau đớn lòng. Rồi đây ngập đến rừng tòng. Đừng kêu các bậc đáng trông đáng chờ, thầy còn ẩn dạng bí thơ. Chờ trong cơ đạo vậy thời hội quy đừng kêu ngàn dặm vậy thì kêu trong bá tánh lâm ly châu mày đừng kêu trong lại kêu ngoài hết hơi hết tiếng hết bài thi văn đừng kêu việc đến khó khăn bình dương còn dậy ráng hằng ráng tri phép tài đấu chiến suy nguy ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi kinh phật vương di lạc trang 23 mươi đến hai kết tập từ megapixel ba luận cơ tri đạo đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998. nghìn thiền tình Bửu sơn Sydney ấn tống năm 1999. Mèo kêu, thứ nhất lấy vợ người ta. Thứ nhì ác đức sinh ra thú cầm. Thứ ba trâu chó làm ăn. Thứ tư có chữa phá thai vậy mà. Sanh rồi thác xuống diêm la. Xà vào hắc ám khảo tra khổ hình. Thứ năm chẳng kể diêm đình. Thứ sáu khi dễ Phật thần thánh tiên. Thứ bảy chệ trong cửu huyền. Thứ tám hiếp đáp người hiền mồ côi, cho nên mắc đọa luân hồi cùng các mạc kiếp mạc đời chung thân thứ 9 chữ gió mắng dông đánh đầy chữ tớ đắng cây muôn phần tuy là nó ở tớ đầy thiện sanh nhân số phải xoay luân hồi ai ai cũng số ở trời tiện căn báo hậu vậy thời bớ dần Lụng lăng thời khó muôn phần nói cho bá tánh dưới trần luận suy thứ mười đừng có khinh khi khó nghèo tàn tật với người cụi đuôi thấy ai đói khó cút côi sang dầu hiếp đáp vô hội chẳng thương đừng khoe lớn cột cao tường bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo ngồi trên đỉnh núi treo leo thấy trọng thiên hạ như bèo trôi sông sum vầy một hội đất đông cuồng phong thổi tới gẫm không còn gì mèo kêu nghe tiếng ai bi quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền động bay sao xuyến nao yên rắn bò giáp giới đảo điên dương trần Sám giảng người đợi quyển 11 Sư vải bán khoai viết năm 1901 Mẹo kêu vang Buồn giàu giàu, buồn giàu giàu Hổm ngương xoay lại đề nay mơ màng Mẹo kêu vang, mẹo kêu vang Rắn động sợ chạy vào ngàn ẩn thân Ngọn cờ phất, trống thùng tan Kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau quặn ruột đau, quặn ruột đau Phật tiên thương chúng dạ sầu héo khô gắn công lục tự nam mô. Họa mây cá suối gặp hồ liên hoa, Phật trời lòng lại xót xa. Giáo trọng thiện chúng lòng hoa mà nhờ, gió đưa ngọn có phất vờ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây. Nhận lai đời khác, đổi thay cuộc đời, xem trong máy tạo hết rồi. Ngửa nghiêng biển thẳm, rã rời bờ ao, thuyền ai chạy tới sông đào Thuyền ông bác nhã Phật vào độ dân khuyên người sớm xả bụi trần Dắt cho khỏi chốn mê tân bớ người súc sanh ngạ quỷ là loài mạng chi những chốn lạc loài đọa thân tây phương thắng bước chân lần hưởng nhờ muôn thuở bửu châu thiếu gì tính thành truyền dạy vân vi bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn này xem cảnh thế thình lình vô thượng quỷ dẫn ai binh đặng nào sớm còn tối mất lao đao tỷ như trời chớp sáng nào đặng lâu dặm canh thâu, dặm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi. Khổ tăng già khổ trong đời gian nạn, sớm truyện đức Phật thầy Tây An, lưu ở Định Tổng Sơn năm kỷ dậu 1849, Nguyễn Văn Hậu Biên Khảo Ấn Tống năm 1973. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang. Mèo kêu vang ám chỉ năm mèo quý mẫu 2023 Chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, khai mạng thế chiến 3 Cầu sống rắn rộng sợ chạy vào ngàn ẩn thân Ám chỉ chiến trường Trung Đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm rộng Rắn giáp thình ức tỷ 2024 đến 2025 Bệnh viện ở Gaza bị không kích, hơn 500 người thiệt mạng sang qua năm động đắng giáp thịnh ất tỷ 2024 đến 2025. Chiến tranh lan rộng khắp vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ, chết chóc kinh hoàng, kỹ nghệ dầu khí phá sản, khủng hoảng xăng dầu tồi tệ, kinh tế suy thoái, lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, xã hội rối loạn, chính trị bất ổn, giặc dậy lan xăng. Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford di chuyển cùng Eugene Laramie. Tạo 203, trong quá trình tiếp nhiên liệu trên biển ở phía đông biển địa Trung Hải chuẩn bị chiến tranh lan rộng vùng Trung Đông. Buồn giàu giàu, buồn giàu giàu. Hổm ngương xoay lại đề nay mơ màng. Mèo kêu vàng, mèo kêu vàng. Ráng động sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ngọn cờ phất, trống thùng tan. Kẻ lên người xuống hai đàn khác nhau. quặn ruột đau, quặn ruột đau. Phật tiên thương chúng giả sầu héo khô trong hoàn cảnh chiến tranh sắp tới, nhân loại trả quá công nghiệp vô cùng tan thương. Chúng sanh hãy quậy đầu sám hối ăn năn làm lạnh lánh giữ vọng cầu trời Phật thứ tha mây đà thoát qua cuộc sàng lọc. Gắn cổng lục tự Nam Mô, hỏa mây cá suối gặp hộ liên hoa, Phật trời lòng lại xót xa. Giáo trọng thiện chúng lông hoa mà nhờ, gió đưa ngọn co phất phơ. Sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây, cảnh đã xây, cảnh đã xây. Nhạnh lai đời khác, đổi thay cuộc đời, xem trong máy tạo hết rồi. Ngửa nghiêng biển thẳm, rã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đào. Thuyền ôn bát nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần. Dắt cho khỏi chốn mê tân bớ người. súc sanh ngạ quỷ là loài. Mạng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thắng bước chân lần. Hưởng nhờ muôn thuở bửu châu thiếu gì tính thành truyền dạy vân vi. Bởi người lớn nhỏ sao không giữ gìn Này xem cảnh thế thình lình Vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào Sớm còn tối mất lào đào Tỷ như trời chớp Sáng nào đặng lâu Dặm canh thâu Dặm canh thâu Thở than than thở lo âu cho đời Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi Khổ tàn giả khổ trong đời gian nan Sydney Ngày 26 tháng 1 năm 2024 Kỳ vân cư sĩ biên khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem